nói anh gặp ảnh nhiều lần rồi anh em. Ủa sao em giờ này không thấy bạn gái em? Em ế đều ông có, em chưa có người yêu nữa. Vẫn lẻ bóng đơn chiếc. Mời quý vị một tràng pháo tay an ủi cho người ca sĩ ế. Nam ca sĩ Đen Quy. Thank you, Khánh Hoài. Đen Quy xin gửi lời chào thương nhất đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Dạ, xin chúc cho tất cả quý vị được một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc với người thân của mình. Và những món ăn thật là ngon miệng sẽ đưa ra cho quý vị. Chúc quý vị ăn ngon. Thì sau đây thì bài hát đầu tiên. Mà bài hát này thì rất là nhiều người đã yêu mến trong thời gian gần đây. Nam Nguyên muốn gửi đến cho quý vị, xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lại Nhớ Người Yêu.
Con vợ hay quá dễ thương. Con vợ dễ thương mà còn đẹp nữa. Hiếm khi mà Đông Yên đi đâu mà thấy khán giả đẹp như vậy đó. Đông Yên biết là khán giả ở đây rất là mê nhảy và nhảy rất là đẹp. Tí nữa Đông Yên sẽ cố gắng hết sức để mời những ca sĩ hát cho quý vị nhảy. Cho Đông Yên không biết nhảy. À, đùa tí thôi, chứ tí nữa Đông Yên sẽ hát những nhạc bài hát mà thật là sâu cho quý vị nhảy. Bây giờ quý vị cho Đăng Nguyên xin phép hát thêm một bài nhạc mùi nữa nữa quý vị. Thêm một bài nhạc mùi nữa nha quý vị. Đây chưa? Dạ, thôi chụp hình xong rồi hết giờ đi về cũng được. Tại vì dù gì Đăng Nguyên cũng nhận tiền rồi. Hôm nay là ảo á, hôm nay hình như là ca sĩ nào lên hát cũng hay hết á. Vì bài hát này mà Đông Yên ế cho tới giờ này nè. Dạ, dạ được. Nếu mà ai mà có thể mà đoán được bài hát này, bài hát gì Đông Yên sẽ tặng cho một cái đĩa. Này. Hả? Sao? Xin mời cho ban nhạc một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Thank you. Giờ sao đã lâu rồi, những ngày tháng mong chờ.
không còn nữa từ giữa kiếp
nhiều ca sĩ vậy ta. Chuẩn bị cho Sam một tràng vỗ tay thật lớn. Đáng lẽ em hát được 2 CD nhưng mà em hát dở hơn anh nên em được 1 cái thôi. Được rồi, cảm ơn Sam rất là nhiều. Bây giờ quý vị muốn quậy chưa? Quậy đi nha. Chuẩn bị ra sàn nhảy với điệu rất là sốc. Quý vị có biết bài gì không? Rất là sâu. Dạ. Điều slow. Tôi lỡ thôi. Với điều twist. Đang Nguyên hát twist và phải nhảy mà. Nhảy nha, quý vị có thấy Đang Nguyên nhảy chưa? Nhảy là phải cởi áo đi. Cởi áo mới nhảy được. Quậy tới luôn nè. Cởi áo đi. Cởi áo đi. Cởi áo ngoài ra. Cởi áo. Hey!
Quý sẽ trở lại suốt 2 để mà hát chuẩn bị nghe. Nhớ yêu cầu nhiều nhiều nha. Thank you quý vị rất nhiều. Ở quý vị bà Thiên Kiều Nam Nguyên quá hot đó quý vị. Hot đó mà. Vâng, kính quý vị, số ngày hôm nay thành công mà đông mà vui mà được nhiều khán giả như vậy, cũng phải cảm ơn đến một người làm cầu nối tất cả chúng ta đến ban tổ chức. Đó là không ai khác hơn, đó là A Muối. Mời quý vị cùng chào thật to cho A Muối lên đây. A Muối. Và A Muối nhân tiện đây mời A Muối có một lời cảm ơn đến những người mà đã nhận lời mời của A Muối đến tham dự chương trình này. Mời A Muối. Có gì sai cô ấy, anh không thèm có mệt, ok? Tất nhiên đây luôn á. I love you, we love you. Vâng, và kính thưa quý vị, chắc là A Muối nói dùng nhà hàng á, bây giờ đằng sau á, mình tắt đèn luôn đi. Bây giờ đến một cái phần off luôn the light, please off the light back there. Để mà tập trung phần sân khấu ấy thôi, để chuẩn bị cho một cái chương trình, một cái tiết mục rất là hot. Chắc chắn quý vị biết là gì rồi mà. Mời quý vị về chỗ uống nước xíu, lấy sức nha, lấy sức. Để mà chào đón. Lâu lắm nha, Khánh Hoàng được trình diễn với nhóm nhạc này rồi. Một lần trình diễn của họ là thu hút rất là nhiều quý vị khán giả nhảy gần một tiếng đồng hồ không mệt. Quý vị sẵn sàng chứ hả? Are you ready? Nhỏ quá, mấy người đó cũng quên hết kìa, lớn lớn đó cho mấy người thức dậy coi nè. Are you ready? Mời quý vị cùng chào đón phương trình diễn mà mỗi người nghệ sĩ của nhóm nhạc này đều có thể làm sọc sân khấu kết hợp với nhau để mà trình diễn. Mời quý vị cùng chào đón nhóm nhạc New Way Tour.